sống này là cuộc sống của chúng ta, ta có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Con đường mà chúng ta đi cũng có lúc mình chúng ta đi thở cho mình ăn uống là cho mình uống và cũng thế, mặc là mặc lên người cho mình, cái gì cũng là đầu mình nghĩ, không thể nhờ ai nghĩ hộ cả. Buồn là buồn của mình, khóc là nước mắt của mình rơi chứ không ai khóc hộ. Vui vẻ hạnh phúc thì một mình tự hưởng. Phải yêu bản thân mình trước đã. Đêm nhau giấu phía sau trong con gì. Và đó chính là câu trả lời chính xác. Đây đây. Đi ra. Ở cái cửa dàn cửa này con. Cái dàn cửa này nè. Đi ra 5930. Đặc biệt chưa? Đặc biệt chưa? Chúng ta đã bị hoang luôn. Gì đó? Một ba em, ai đã ba em? Chúng. Xin mời cái gì? Nó phải như vậy mới là Fabia chứ. Mời em. Dạ hóa anh là cái hỏi 15 tới ngày 15 hỏi 1 là 30. Khoan khoan từ từ. Tôi đề nghị một bạn ban tổ chức dẫn tôi đi dựng cái. Dạ cho một cơ hội. Một cơ hội cho chúng nước mắt xin trong lòng. Cố gắng lên lấy con mơ mộng. Để thêm con những cái này nhất là gì. Một lần lại được bên em. Một lần lại được cứu em. Một lần nữa chúng ta cho nhau giấc mơ em đẹp ban đầu. Ngày ngày lại dành cho em. Hạnh phúc lá thương thì anh đã muốn lên bờ môi về. Một lần lại được cứu em. Em cứ mò mỏi anh sẽ. Một lần nữa anh em mong những giấc mơ bên cạnh em. Và biết thế rất là bờ với chưa bé bao giờ vẫn cứ nhớ một người suốt bao năm năm qua rồi. Thầm đất thương em ngay cả khi đã xa rời em, trong yêu em mãi thôi cả một đời. Dòng thênh thang vững chắc em đi về đâu, lời nào cho nhau với bao niềm riêng trôn giấu. Đường một đường em đi ngất, đường một đường anh bước. Từ nay duyên đã cạn, tình đã hết. Đường người lên đi lắm che mơ niềm đau. Điều gì? Thân mến, như vậy là tất cả những anh chị ngày hôm nay đã hoàn thành sứ mệnh dẫn dắt các bạn đến với Đúng vậy. Mình phải đi xếp hàng. Đúng rồi, đúng rồi.
Hãy
Để tránh xảy ra các tình trạng đáng tiếc các bạn nha. Ban tổ chức cũng đã ghi nhận được. Bye.
dẫn em đi mua hoa nha. Đi dẫn hoa gì đi. Không lỗi tình yêu á. Rồi, nó. Ê, tầm đủ xe của con bé đó, nó bị nó giờ.